tập cho khỏe. Đó là cái khái niệm mà Duy Nguyễn rất là bực mình khi mà nghe nó tập cho khỏe thôi, tập cho khỏe ở nhà ngủ, đừng có tập. Lên. Cố lên, mấy cái. Nè, mấy cuối nè. Lên từ từ thôi. Đúng rồi. Ở đây em thấy là đầu tư cho một buổi tập nó không hề đơn giản. Chứ em có thể bỏ tiền ra làm PT đúng không? Nhưng mà em không bỏ tiền đầu tư supplement thì có phải là nó ủng vô buổi tập không? Nó không phục hồi được. Với tôi nói các bạn là con trai, các bạn phải coi gym nữ trước. Tại sao phải coi gym nữ? Duy Nguyễn và Hương Trần chào mừng các bạn đến với Thor Gym quận 9 để theo dõi một cái buổi hướng dẫn tập gym nâng cao dành cho nữ. Gym nữ tâm kinh tầng số 6 Super Set chết bỏ. Tại sao nó là Super Set chết bỏ? Tại trong sách nó ghi là Super Set là hai nhóm cơ đó đập là quá dễ. Cái Super Set thứ hai là khổ trước sướng sau. Còn cái Super Set ngày hôm nay là trước sau đều khổ. Trời ơi. Đó là cái bài mà Super Set mà dân gym mà các nam mà các nữ sợ nhất. Đó là chúng ta sẽ thực hiện bài squat và deadlift. Hai bài đó đều là nhóm cơ lớn. Deadlift đúng. Hôm nay là Super Set chân lower body. Hai bài đều nặng, đều cần sức mạnh nhiều hết á. Gym nữ tâm kinh là gì? Biến một cô gái chưa biết gì về gym trở thành một chiến binh. Chiến binh ở đây là gồm những cái gì? Thứ nhất, strong, mạnh. Thứ hai á là dai. Thứ ba là nét. Thứ bốn là múp. Và thứ năm là gì? Sống lâu, healthy. Một khái niệm mà nó vừa nét mà nó vừa múp. Nghe nó mâu thuẫn chưa? Nhưng mà con gái tập gym nó phải ra như vậy. Và ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi nha, cái buổi cái video này thôi là sẽ cho em thấy cái độ trend, cái độ trend và cái độ mà bền, nó vừa bền mà vừa trend qua cái cặp super set của bài tập là squat và deadlift. Mặc dù là cái dự án mà gym nữ tâm kinh đó được quay bằng một model khác và bây giờ test một model khác, nhưng mà không sao, model này cũng tập gym lâu rồi cũng chắc cũng được. Hy vọng là không làm bể kèo ngày hôm nay. Vô. Ê, khoan, cái tạ này tạ dở người ta thiệt vậy? Tạ thiệt. Cái gì kỳ vậy? Thôi. Super set mà thầy. Super set gì? Super set ta gì cái gì? Thầy cho tập super set là nhiều set. Nói chung một buổi tập của thầy á là vừa có thầy mà vừa có hàng này nọ kia, phải tập cho nó đàng hoàng. Em tập gì đâu mà bây giờ squat với deadlift á, thường á là cái deadlift á nó sẽ nặng cái squat đúng chưa? Nhưng mà squat là cái bài đầu tiên là cái hệ năng lượng retain phosphate, nó sẽ work trên cái bài tập này, rồi sau đó qua cáp nó work trên bài tập kia. Thầy tính hết rồi. Cố lên 10 cái từ 8 tới 10 nha. 10 có thưởng. Rồi tập vô tập. Nhớ nữ á không có chiếc tạ nha các bạn, tập phải cho nó đúng form đó, đùi nó phải song song đồ này nọ kia ra. Rồi xuống nào, tự giác 10 cái. 1 2 đó, sâu tí nữa 3 hết sâu thở đều 4 tốt 5 tốt 6 tốt mấy rồi tiếp nè. Cố lên Super Set không đơn giản đâu. Rồi vô. Rồi bây giờ là em đeo dây kéo lưng với đeo đai để qua bài tấm clip được set up bên kia. Rồi vô khẩn trương. Super Set là chúng ta thực hiện hai cái bài tập chạy qua chạy lại liền nha các bạn, không có nghỉ giữa set. Và cái bài tập squat vừa rồi cho các bạn phát triển đùi chính, đùi mông này nọ các thứ, thì bài tập này cũng đùi mông luôn. Nhưng một cái là đùi trước và mông sau, một cái đùi sau và mông sau. Tất nhiên hai bài tập này nó phát triển cơ bắp cũng toàn diện, sức khỏe này nọ kia, tất cả mọi thứ. Nên trong cái chương trình này thì chúng ta phải cố gắng tập được hai bài này. Đó là một trong những yêu cầu cốt lõi của giáo án gym nữ tâm kinh. Khi mà các bạn đã tập tới tầng thứ 6 rồi, một tầng các bạn tập từ 1 tới 2 tháng, tầng thứ 6 là bằng cả năm rồi đó các bạn. Tức là một người nữ gymmer đến phòng gym một năm rồi thì đạt được những cái gì? Tập bao nhiêu rep? 8 tới 10. Cái cúi xuống em phải gặp cho nó sát sát vậy, không có đơn ngồi xuống như em. Rồi bây giờ uống intra hoặc cao đi. Và chúng ta có thời gian nghỉ 2 phút tới 3 phút. Cũng sẽ được nhiều dữ thầy. Tại vì hai bài đã nặng nó cần phải thời gian recovery nó nhiều hơn. Còn nếu mà bài nhẹ chúng ta sẽ... Cái bài không phải là nhẹ, mà cái bài chuyên về độ bền đó, hay tập hệ cable đó, chúng ta nghỉ 1 phút tới 1 phút rưỡi. Rồi sau khi nghỉ 2 phút chúng ta thực hiện set số 2 của bài tập Super Set giữa barbell squat và Romanian deadlift. Vô. Nhớ tập trung. Xuống càng sâu càng tốt. Con gái cần phải xuống sâu nha. Đừng có ham tập nặng, tập phải đúng rằng. 2
3, tập trung. 10 rep. 4, 5, 6, 7, tập trung nào. 8, 9, cái nữa, cái cuối, cái cuối. 10. Rồi, từ từ, từ từ. Rồi, chạy qua bên kia. Chạy qua bên kia thực hiện bài Roman and Deadlift. Rồi, tiếp tục với bài Barbell Roman and Deadlift. Sau tí nữa. Sau tí nữa nào. Sau tí nữa cho cái đùi sau nè, nó căng hết cỡ luôn. Sau tí nữa. Đúng rồi. Từ từ thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh, đừng nóng. Chậm rãi cái nào cái đó. Gập sâu xuống tí, nó mới ăn vô cái má hông bên đây nè. Cái má hông bên đây nè, đó. Cái má mông đây. 10 cái tự giác. Thẳng lưng, mắt nhìn thẳng như trước. Mặt ngẩng lên, không có cúi đầu. Cúi đầu sẽ bị cong lưng. Cái cúi phải căng. Cái cúi phải căng. Cái cúi xuống lẹ quá. Lần sau là cái cúi là phải căng. Căng như nè. Đó, căng xuống, thả từ từ. Chừng nào thầy cũng hạ mới hạ chứ đâu có hạ ngang gì được. Rồi, thôi uống yên trầu cao lẹ lẹ. Phục hồi hết sâu thở đều. Hết sâu thở đều. Superset cuối cùng, bài Barbell Squat với bài tập Roman Deadlift. Bây giờ năng lượng cũng đã không còn sung như lần đầu nữa, nhưng mà cố gắng nha. Để tập được cái chương trình này cũng như cặp bài tập này thì các bạn cần phải chơi đồ chơi đầy đủ nha. Uống pre-workout, intra workout, nó và post workout của bữa trước, phải không? Và sau đó chúng ta phải có phụ kiện đầy đủ, giết đồ này nọ kia. Và đặc biệt phải có một người partner vĩ đại. Đó, người partner đó mới gọi là giúp bạn set up tạ cho bạn này nọ kia các thứ rồi rồi tập đó chút xíu đỡ tạ luôn nè, xuống nè, không ok đó lên cố lên mấy cái nè, mấy cuối nè, lên từ từ thôi, đúng rồi, vô vô gác lên một bên, đúng rồi, gác lên bên này rồi xong qua đá lép. Rồi bài tập deadlift cuối cùng này á thì các bạn cố gắng nha. Rồi em chuẩn bị em tập đi. Ở cái phần train này á thì chúng ta tập nó sẽ không có được cái cảm giác thâm như bạn mong muốn, là nó phơm cơ, nó dồn này nọ kia, mà nó sẽ cho bạn cái tác dụng khác. Nó là tác dụng của cái sự mạnh mẽ, sức mạnh bộc phát trong những cái rep đẩy ngắn. Nó làm cho bạn tăng cường cái sức mạnh lên. Nói chung bình thường á, ngày xưa bạn đấm một cái lực đó, nó yếu, giờ bạn đấm một cái lực nó sẽ mạnh. Còn những bài tập này sẽ làm cho các bạn có được cái sức khỏe toàn diện luôn. Mặc dù nó là lower body nhưng mà bạn coi nè, tất cả nè, tay nè, vai nè, lưng nè, cầu vai, trap nè, nó đều phải tham gia vào cái vận động này hết. Cho nên mới nói là một bài là squat là vua các bài tập và deadlift là nữ hoàng các bài tập. Mà hai cái bài tập này chúng ta superset chung lại với nhau thì nó tạo cho mình một cảm giác rất là dã man. Mà khi đó là các bạn tập nó chừng 60% quên đắp mắt. Từ từ nha, những cái cuối nha, phải cố gắng, không có được thả tạ giống hồi nãy nữa nha. Cái thứ mấy rồi? 9. Rồi, cái cuối từ từ. 10 lên, giữ lại, giữ. À, gồng cái mông lại giữ. Rồi, thả xuống từ từ, gồng mông, không chạm. Trời ơi, sao lại chạm rồi? Nó xuống thì phải chạm đất chứ thầy. Trời ơi này, cái cảm giác này là thầy muốn em thấy là như này nè. Không, từ từ, đó. Không độ Richter là cái kiểu tập biệt thoại của thầy Duy Nguyễn, mà em không biết sao mà tập máy lạnh mà năm ngựa mà sao đổ mồ hôi ghê thế. Tập superset mà nói không đổ mồ hôi chứ, nó bình thường mình mới vô mà bữa nay chúng ta phải 5 bài lận mới có một bài mà than cái gì đâu. Cái cách tập này em thấy thế nào và nó có thích nghi tốt không? Nó đuối á, rất đuối luôn. Mới vô set đầu tiên là em thấy đuối rồi đó. Nó đuối là do nó nặng hay nó đuối là do nó mỏi hay nó đuối là nó khác cái FST7 đúng không? FST7 của em là cái cảm giác nó dồn dập, nó làm cho cơ của em nó phong ra, nó mỏi ra. Nhưng mà khi mà em tập FST7 xong, khả năng phục hồi rất là nhanh, em sẽ cảm thấy rất là khỏe phục hồi, nhưng mà này phục hồi sẽ lâu hơn. Đó là lý do mà giờ anh thiết kế cái bài này dành là 3 phút để nghỉ. Mặc dù chúng ta đã trang bị những lò rìu quảng cáo, intra quảng cáo và post quảng cáo khá là xịn sò. Thu Hương uống là Lean Body Artery đó các bạn. Còn cái này là Amino Camp. Trước tập là 3D,
toàn là những loại đắt tiền không đó. Ở đây em thấy là đầu tư cho một buổi tập nó không hề đơn giản. Chứ em có thể bỏ tiền ra MTBT đúng không? Nhưng mà em không bỏ tiền đầu tư supplement thì có phải là nó ổn vô buổi tập không? Nó không một hồi được. Và khi mà các em có tiền đầu tư cho PT, có tiền đầu tư cho supplement mà em lại không có tiền đầu tư cho thiết bị em tập ở những phòng cơ bắp, máy móc nó không chuẩn này nọ kia các thứ, thì dẫn tới cái hiệu suất tập luyện của tụi em nó không cao. Do đó tập gym một cách khoa học nó khác so với tập gym một cách mà nói chung là tập cho vui, tập cho khỏe. Đó là cái khái niệm mà Duy Nguyễn rất là bực mình khi mà nghe nó tập cho khỏe thôi, tập cho khỏe ở nhà ngủ, đừng có tập, nói nghe thấy ghét lắm bạn. Đúng không? Tập cho khỏe, how to khỏe, tôi tập phải đúng. Phải đúng, đúng là đúng gì tùy vào mức độ của mình đầu tư được cái gì. Chứ nhiều khi các bạn thấy các bạn đầu tư tập ở phòng gym xịn, đóng mấy chục triệu tiền tập rồi xong rồi thuê PT mấy trăm triệu tập thằng PT cho nó cho uống nước lạnh, rồi xong rồi tập toàn là cái gì đó không mà không có hệ thống bài bản, cái cơ thể chúng ta nó không phát triển toàn diện. Và cái buổi tập hôm nay đặc biệt mà Duy Nguyễn nói nhiều như vậy á là lần đầu tiên Duy Nguyễn train là sức mạnh đó, train cho học viên nữ một cái buổi tập mà nó thật sự là con trai tập không nổi chứ đừng có nói. Do đó các bạn cứ thử đi, gym nữ tâm kinh tầng 6. Bởi tôi nói các bạn là con trai, các bạn phải coi gym nữ trước. Tại sao phải coi gym nữ? Gym nữ là Duy Nguyễn hướng dẫn rất là kỹ. Và gym nữ là người học viên người ta tập sai. Người ta tập sai và Duy Nguyễn sửa. Nó khác so với cái Duy Nguyễn gym phổ đời trước. Duy Nguyễn gym phổ đời trước là Duy Nguyễn tập đúng không sao sai được, sao các bạn coi được cái gì? Tức là bạn coi được cái năng lượng ông Duy Nguyễn là truyền tải, ông Duy Nguyễn tập vậy nhưng mà không thấy được cái sai. Nên bạn coi đi gym nữ cho nó kỹ và sập được rất nhiều cái. Trong đó có một cái học làm PT kiếm tiền luôn nha các bạn. Rồi thôi, lời cuối cùng thì tôi Hương có muốn nói gì để khép lại cái bài tập này và chuẩn bị qua bài tập khác hay không? Bài tập khác là nó cũng về sức mạnh thế này. Không, bài tập khác nó sẽ là khác, mỗi cái nó mỗi khác. Sức mạnh thì chỉ có một bài này là duy nhất thôi. Vậy thì mục tiêu của thầy trong buổi tập này là đầu tiên em thấy là sức mạnh thì có rồi đó. Là nó sẽ nhiều cái đúng không? Không phải là mục tiêu của buổi tập này mà là cái buổi ghi hình ngày hôm nay nó gồm có nhiều cái bài khác nhau. Và cái bài tập của em là superset này đã xong một bài rồi, là chúng ta khép lại chúng ta không có liên quan nữa. Còn những cái kỹ thuật tập khác đơn giản khác ấy, thì không phải quay ghi hình, chỉ ghi nội dung trên website rồi các bạn tự vô các bạn đọc thôi. Mệt quá mọi người, cái này mà không có điều cao với Amnokem chắc chị không nổi đâu. Rồi nói chung bye bye các bạn, cứ đến Thor Gym để tìm cái gì? Gym và sub cùng với Duy Nguyễn. Tạm biệt.